Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn một chiếc xe thương hiệu sang của nhà Land Rover, chiếc Range Rover HSE, sản xuất năm 2018, model 2019. Xe có ngoại thất màu trắng, nội thất của chiếc xe trang bị màu kem, với 5 chỗ ngồi, gầm cao 5 chỗ, đầy đủ những cái tiện nghi, máy của chiếc xe cực khỏe, với khối động cơ máy 3.0. Và đây là những cái chi tiết về mâm lốp của chiếc xe. Anh chị có thể thấy trang bị mâm đa lan hợp kim, rồi những cái phần rãnh lốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn. Dọc thân xe thì nổi bật với những cái chi tiết hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có trang bị cảnh báo vượt trên gương, cũng như là hệ thống cam 360, đầy đủ những các tính năng an toàn. Và các tính năng của chiếc xe thì nó sử dụng đa phần là chức năng chỉnh điện. Với những chi tiết thiết kế của chiếc xe trông nó rất là vuông vức, khỏe khoắn, mang lại cho anh chị và các bạn nhiều trải nghiệm rất là tốt, cảm giác lái thì phải là tuyệt vời luôn. Đây là những cái chi tiết về phần đuôi xe với hệ thống bóng đèn tạo hình bi vuông, rồi những cái chi tiết như là hệ thống cảm biến cam đùi. Cốp của chiếc xe thì mở theo kiểu vỏ sò anh chị nhé, cốp điện mở hai phần. Với cái không gian chứa đồ của chiếc xe, nó có một cái không gian chứa đồ khá là rộng rãi, với đầy đủ các chức năng để anh chị và các bạn có thể điều chỉnh, như là hệ thống gập điện, hàng ghế thứ hai này, rồi là chế độ lâng hạ gầm. Xe cũng có chức năng bóng hơi lâng hạ gầm đầy đủ. Đây là những cái chức năng anh chị có thể thấy qua, từ những cái phần như là hệ thống ốc ác của chiếc xe, từ những phần có ốc bản lề này, đến những cái chi tiết phần keo chỉ đinh tán ở phần đuôi xe, anh chị bạn có thể xem và đánh giá. Khi anh chị và các bạn xem cần mà quay chi tiết hay chụp lại cận cảnh những cái phần nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ chụp và gửi lại đầy đủ cho anh chị và các bạn những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu, giúp anh chị và các bạn có thể nắm bắt rõ hơn về chiếc xe em đang giới thiệu. Sơn xi ngoại thất của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Xe đang có mặt tại cửa hàng Auto 31, số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn cả hạng mục xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Với hàng ghế thứ hai thì có trang bị ngả điện này, rồi những các phím bấm chức năng của chiếc xe, điều chỉnh lên xuống kính, rồi chỉnh rèm. Các phím chức năng của chiếc xe này thì đã thay đổi rất là nhiều, từ những cái phím cơ học chuyển sang các phím cảm ứng, trông nó rất là hiện đại. Đây là những phần chất lượng ghế ngồi với hệ thống ghế da cao cấp đục lỗ thông hơi, mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi. Xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Cùng với đó thì xe cũng có trang bị cho anh chị và các bạn hai cái màn hình gối đầu với độ phân giải cao, giúp người ngồi phía sau có thể là xem những chương trình yêu thích. Có cửa gió điều hòa trung tâm và các phím điều chỉnh chức năng. Cửa thì trang bị cửa hít đầy đủ và mở cửa thông minh 4 cánh cửa. Với không gian khoang lái thì anh chị bạn có thể nhìn qua cùng em từ phần cánh cửa đi vào. Từ hệ thống keo chỉ, đinh tán, tất cả các chi tiết này nó vẫn giữ được độ nguyên bản cao. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục trên văn bản là không bị đâm va, không ngập nước. Bậc lên xuống thì cũng có trang bị bậc thụt thò đầy đủ. Các tính năng chỉnh điện này, gập điện. Đấy. Rồi đây là những cái phần hệ thống giải trí của chiếc xe, sử dụng là loa cao cấp Meridian cho anh chị các bạn cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Ghế lái của chiếc xe này các bác này. Đấy, hiện trạng của chiếc xe nó có như nào, em quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Trong video thì em có thể có chỗ em quay nhanh, anh chị và các bạn cần xem chi tiết cận cảnh hãy liên hệ em nhé. Cần số của chiếc xe thì trang bị cần số lún xoay thủ thò. Các phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe đã thay bằng nút cảm ứng rồi anh chị ạ. Đấy, trông nó rất là hiện đại. Với đầy đủ các tính năng, công nghệ của chiếc xe thì em sẽ không kể, em chỉ quay hiện trạng cho anh chị và các bạn thôi. Còn các bác muốn trải nghiệm thực tế đến tận cửa hàng, em sẽ mời các bác có thể trải nghiệm sẽ rõ hơn và cảm giác lái nó sẽ tốt hơn, và dẫn đến cái sự quyết định của anh chị và các bạn sẽ dễ dàng hơn. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về cái khối động cơ của chiếc xe. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng máy 3.0, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành rất là tuyệt vời, cùng với dẫn động 4 bánh giúp cho anh chị và các bạn có thể di chuyển mọi cung đường một cách dễ dàng, từ đường trường đến những cái cung đường khó khăn.
nó sẽ có vượt qua rất là dễ dàng. Đây là những phần ốc thanh răng. Đấy, các chi tiết anh chị và các bạn cần xem sâu hơn những cái phần nào thì hãy liên hệ em. Và với chiếc Land Rover Range Rover HSE 3.0 sản xuất 2018 model 2019 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 5.750.000.000. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ thủ tục mua xe trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc Land Rover Range Rover HSE 2019 model 2019 này. Em rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.